máy bật tắt nguồn. Thứ hai là máy đến kế tiếp thì đây là cái núm chỉnh độ dài khi phóng dây đa. Nút tiếp theo là reset, tức là mình reset là một quá trình, hoặc là trong cái trường hợp mà cái hàng hóa của mình đóng đai mà chưa đủ lực căng thì nó sẽ không không tự động nó cắt dây được, mà mình sẽ bấm reset để cắt dây. Tiếp theo là nút fit, đây thì nút sẽ phóng cái dây đai lên. Thì khi mình cài đặt xong cái độ dài khi phóng dây đai thì mình sẽ bấm nút fit fit để tăng cái dây đai khi mình đóng ngân hàng mới. Ở phía sau của máy thì mình có một núm chỉnh lực căng khi mà đóng hàng hóa. Khi mà mình tùy thuộc vào cái hàng hóa mình cần đóng, hàng chất liệu gỗ, thùng giấy, cắt tông hay là xốp, thì mình sẽ chỉnh cái lực căng cho nó phù hợp để máy có thể tự động cắt dây đai, bấm lực bấm căng bấm dây đai tự động. Thì thường thì chúng ta sẽ để cái núm này sẽ chỉ mức trung bình, tức là núm chỉnh ở giữa. Xem còn đây là cái dao cắt, đây là dao hàn nhiệt. Còn mình muốn là tùy thuộc vào cái loại dây đai dày mỏng thì để mà chỉnh cái núm nhiệt, dao dao nhiệt nó phù hợp cái nhiệt khi mà nó hàn dây thì mình sẽ chỉnh cái núm này. Còn đối với cái motor than đấy thì máy nó có chức năng là khi mà mình không sử dụng thì máy sẽ tự động hẹn giờ và tắt một cái quy trình của motor khi mình đóng gói hàng hóa. Đối với cái cuộn dây ấy, thì mình cũng đã có lắp sẵn rồi, thì thực ra nó cũng là chỉ hai cái vòng bánh xe và mình tháo ra để mình lắp cái vòng cuộn dây vào thôi. Cái mâm đai của nó mình đã lắp sẵn rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà mình luồn dây đai. Thì khi mà luồn thì các bạn chú ý ấy, là nó ở phía trong nó có một cái cần thắng của cái mâm mâm dây đai. Thì khi mà cái chế độ mà căng dây đai ấy, thì nó có một cái chức năng đấy là nó kéo dây đai xuống và kéo cần thắng lên, để khi mà dây kéo lên ấy, thì không bị thắng lại bởi cần thắng với mâm. Mình sẽ luồn qua cái đây. Xong thì sau đây tôi sẽ nghiệm sửa nghiệm quả trong luôn. Thì đây là mình còn hai cái then chắn cái hàng hóa của mình. Thì khi mà
phụ kiện đấy, thì máy có một cái bộ bộ thanh chắn ngang để khi mà đóng đai ấy, thì cái hàng hóa của mình nó sẽ không bị chạy về phía trước. Khi mà khi lúc đấy thì chúng ta sẽ đây các bạn thấy đây thì tôi đang hướng dẫn các bạn là tôi sẽ lắp cái này vào. Bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn một cách vừa này. Sau khi đó thì tôi sẽ dạy các bạn về cái cách bảo dưỡng bảo trì máy. Mình sẽ vòng qua. Và khi mà vòng qua, các bạn đặt hàng hóa rồi vòng qua thì các bạn sẽ luồn vào trong cái kẽ. Thì nó sẽ có một cái nút ấn, dây sẽ ấn vào và một quá trình tự động đóng dây đai bắt đầu. Các bạn thấy thì tôi đang để chữ lực căng thì là tương đối là phù hợp rồi. Thì cái thùng tôi là đây đang là thùng không đây. Khi mà cái dây nó phóng ra, lực phóng ra, cái dây phóng ra.